Tập 35. Phu nhân Okamura, cảm ơn chị hôm nay đã ghé thăm. Tôi chuẩn bị cho chị rất nhiều món ngon. Làm phu nhân, chị khách sáo rồi. Tôi còn chuẩn bị cho chị một món quà lớn nữa. Lát nữa chị thấy nhất định sẽ rất vui. Trời ơi, sao lại là họ? Là phu nhân, chị làm sao vậy? Có một người chết đang sống. Như vậy nhé phu nhân Okamura, tôi qua đó xem trước, xin vắng mặt một lúc được không? Làm phu nhân, cô chưa chết sao? Cô không đến chùa Tịnh An à? Tôi đâu có tin Phật, tôi đến chùa Tịnh An làm gì? Làm phu nhân, sao bà lại nói cô ấy chết rồi? Cô ấy vẫn sống sờ sờ đây mà. Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, đời đồn không đáng tin đâu. Làm phu nhân, hình như người Nhật đó đợi hơi sốt ruột rồi. Tôi phải đi trước đây. Sĩ quận đã tìm cậu khắp nơi, tốt nhất cậu hãy đi gặp ông ấy đi. Tôi cũng rất nhớ bộ trưởng, tôi nhất định sẽ đi gặp ông ấy. Cúng nạn, Tư Mã Không ở ngay sát chết cậu, cậu lại không hề phát hiện. Lần ấy chủ yếu là sói phiêu ở đó, không cho tôi lục soát kỹ càng. Không phải cậu nói hình như gì đã chết rồi sao? Sao cậu ấy lại sống rồi? Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy hai người đó trúng đạn chết rồi. Hình thư viên trúng đạn chết, cô ta lại sống lại. Cô ta là thần tiên à? Lập tức phái người lục soát toàn thành phố. Tôi không muốn cô ta và tên cộng sản đã sống, tôi chỉ cần chết. Nhưng cậu nhất định phải lấy được đầu cô ta. Không lấy được đầu cô ta, tôi sẽ lấy đầu cậu. Rõ. Sao ông không kêu cô ta bắt sói phiêu? Hình thư viên sống mà không đến chùa Tịnh An, chỉ có thể chứng tỏ sói phiêu không phải cộng sản. Sói phiêu lại nói thân phận cộng sản cho Kayesuke biết. Được rồi, để tôi vào hố lửa luôn rồi. Lúc ở thế kỷ mới, vốn dĩ tôi có cơ hội, nhưng khi ấy tôi lại do dự. Bà do dự như vậy đã lỡ mất cơ hội rồi. Nếu không bà hét to lên thì chẳng ai chạy được cả. Khi ấy tôi thật sự mơ hồ. Hơn nữa Hikaru đang đợi ở bên cạnh, vậy nên tôi cứ thế mơ hồ luôn. Sự hồ đồ của bà rất có thể nguy hại cả chúng ta. Như vậy ma quỷ rồi hả? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Mạng Dân và Kính Trai từng nhắc nhở tôi, bảo tôi tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, rút lui khi còn chưa mất mát gì. Xem ra cũng chỉ có đường lui này thôi. Ông thật sự định như vậy mà từ chức luôn sao? Tình hình bây giờ bất lợi với tôi. Nếu lần này tôi có thể rút lui an toàn thì là tốt nhất. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, không lo sau này không có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp. Tướng quân đến rồi. Tướng quân, ngài đã từ Tokyo về rồi. Tôi không chỉ đến Tokyo mà còn đến cả Nam Kinh nữa. Đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Rõ. Các cậu đi làm việc đi. Đây là cảnh hoạt động của đảng Cộng sản được chụp gần thường thuộc. Cậu xem đi, có ai mà cậu biết không? Tướng quân, người này không phải là người trước đây chúng ta từng bắt được hay sao? Không phải cậu nói hắn đã chết rồi sao? Đã ném xác xuống sông Hoàng Phố rồi sao? Sao hắn còn chạy đến thường thuộc chứ? Cúng nạn, tôi phải gọi điện cho Lâm Sĩ Quân bắt anh ta giải thích với chúng ta. Không cần đâu. Phương án xử lý mà Tokyo và Nam Kinh dành cho anh ta đã có đầy đủ rồi. Cậu xem đi.
tướng quân, cái này khi phát hiện tiền dự trữ mà anh ta kiếm tiền bỏ túi riêng, phá hoại nền tảng kinh tế của chủ tịch Uông, anh ta tự ý vận chuyển sợi bông, ảnh hưởng đến việc điều động vật tư chiến đấu. Ở Nam Thương, anh ta thả đảng Cộng sản, khiến hành động bao vây của chúng ta không thu hoạch được gì. Lần này anh ta lại diễn trò cũ, ngày dưới mắt tôi. Ở Nam Kinh tôi đã gặp chủ tịch Uông, chủ tịch Uông cũng đã không thể nào nhẫn nhịn Lâm Sĩ Quần được nữa rồi. Con sâu làm sầu nồi canh này. Đoàn cố vấn quân sự Nam Kinh đã quyết định xử lý anh ta. Okamura, chuyện này tôi quyết định để cậu lo liệu. Tướng quân, tôi chỉ có một yêu cầu, không có dấu vết, không để lại sơ hở, càng nhanh càng tốt, rõ chưa? Rõ, tướng quân. Được, lui xuống đi. Đào, mời ngồi. Mời được người bận rộn như cậu đi ăn bữa cơm, đúng là khó khăn thật. Uống rượu gì đây? Viện trưởng tìm tôi nói chuyện công việc. Tôi không uống rượu đâu, uống rượu học việc. Nói đúng lắm, được. Vậy thì ăn cơm. Nào, bắt đầu ăn đi. Sao vậy? Chê cơm tôi không ngon à? Bây giờ tôi hơi sợ cơm nước của nhân vật lớn. Đường Tiểu Hùng chính là vì tham ăn nên mới chết. Đó là cậu ta không biết gì. Muốn một chân đạp hai thuyền, kết quả không lên được con thuyền nào hết. Còn cậu còn tệ hơn cậu ta. Cậu lên sai thuyền, hơn nữa con thuyền này sắp chìm rồi. Nói như vậy, viện trưởng tìm giúp tôi sao? Nhưng tôi đã rơi xuống nước rồi, quần áo đã ướt cả rồi. Thuyền của tôi ở ngay bên cạnh cậu. Ăn bữa cơm này, xem như cậu đã lên thuyền của tôi rồi. Trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Viện trưởng nói thẳng đi, lên con thuyền này cần trả cái giá gì? Trả giá gì chứ? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu từ từ nói tôi biết, những nội tình cậu biết là được rồi. Châu Quài Hải có nằm mơ cũng không ngờ, con thuyền của Lâm Sĩ Quần là nhờ công của Sói Phiêu mà mới chìm nhanh như vậy, triệt để như vậy. Vậy tôi bắt đầu ăn đây. Châu Quài Hải đắm chìm trong sự thỏa mãn vì sắp trừ khử được đối thủ, không thể nhìn ra mình đã ăn phải lưỡi câu dồn Lâm Sĩ Quần vào chỗ chết. Ngài Okamura, để ngài đợi lâu rồi. Bộ trưởng Lâm, ông cứ xá quá rồi. Họp xong rồi à? Không có gì, tôi chỉ dặn dò chút thôi. Ngồi đi. Gần đây bộ đội đòi lương, lòng quân bất ổn. Tôi cũng đã đưa ra chỉ thị, phải mau chóng phát lương. Chúng ta bỏ đói ai cũng không thể bỏ đói đến đánh trận được. Nếu như vậy thì còn ai bán mạng cho hoàng quân nữa? Được được. Không ngờ bộ trưởng Lâm ở trong nghịch cảnh vẫn muốn dốc sức cho đại đế của Nhật Bản. Tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Đúng rồi, Sĩ Quần, ngài Okamura có việc gấp đến tìm ông đó. Là thế này, phía Nam Kinh có người giao cho đoàn cố vấn quân sự một báo cáo xử lý anh. Họ muốn lợi dụng quân thống để ám sát anh. Tuy tôi không biết anh đã đắc tội với ai, nhưng tôi muốn đến báo tin cho anh. Anh phải cẩn thận đó. Thực ra bao năm nay, những cuộc ám sát nhắm vào tôi chưa bao giờ dừng lại cả. Nhưng tôi không ngờ lần này lại là người phe của mình tham gia bày kế. Thực ra bọn họ ganh tị với vị trí của tôi ở tỉnh Giang Tô. Ngài Okamura,
Không biết bên quân đội quý quốc có thái độ ra sao về chuyện này? Thái độ của chúng tôi rất rõ ràng. Đương nhiên chúng tôi không cho phép chuyện này xảy ra rồi. Có người muốn lật đổ chủ nhiệm của Bộ trưởng Lâm ở Tổng bộ đặc công. Tướng quân Kayasuke đã từ chối ngay tại chỗ. Tôi dốc sức vì chính quyền mới của chủ tịch Uông bao năm nay. Hệ thống đặc công do tôi một tay gầy dựng. Bao năm nay tiến hành bao cuộc chiến, dốc kiệt sức với đảng Cộng sản, quân thống, bao người đổ máu hy sinh. Ở quê nhà Giang Tô, tôi đã cố công cố sức xây dựng trật tự, giải quyết cho quan quân bao nhiêu mối lo hậu quả. Dù tôi không có công lao, cũng có khổ lao mà. Không ngờ cứ vậy bị người ta bỏ đá xuống giếng. Nghĩ đến thật sự khiến người ta lạnh lòng. Tôi đã nói ông đừng làm bao nhiêu lần rồi, ông cứ không nghe. Ông xem bây giờ được những gì rồi. Lâm phu nhân, chị đừng bi quan như vậy. Ít nhất thì quan quân Nhật Bản vẫn rất tin tưởng Bộ trưởng Lâm. Nếu không, tôi đã không đến báo tin này cho anh. Dù nói thế nào, vẫn phải cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu. Những củ quý anh chị tặng tôi biết nó vô cùng giá trị. Vợ tôi rất vui. Cô ấy nói nhất định phải cảm ơn Bộ trưởng Lâm đàng hoàng. Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị tiệc tối ở nhà. Vợ chồng tôi đích thân xuống bếp. Bộ trưởng Lâm nhất định phải đến đó. Hơn nữa, tôi cũng mời cả tư lệnh Hùng của đoàn cảnh sát thế đến nữa, thuận tiện giải quyết quan hệ giữa các anh, được không? Được. Tôi nhất định sẽ đến tham gia tiệc nhạc của ngài. Được. Vậy tôi ở nhà chờ Bộ trưởng Lâm. Thì ra anh ở đây à? Anh đang đốt gì vậy? Mảnh giấy ấy. Quân tử có chính mối lo. Tôi từng thề rằng khi Lâm Sĩ Quần chết sẽ đến đây báo tin cho họ. Tôi đến là để nói với anh chuyện này. Chiều nay Okamura đã đến số 67. Hắn không gây tốt. Xem ra Nhật Bản sắp ra tay rồi. Tôi biết rồi. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, kiểu gì cũng chết. Tuyết Nhi dưới suối vàng có lẽ có thể nhắm mắt rồi. Cái chúng ta đợi chính là ngày này. Okamura này cũng có lương tâm đó. Biết đến báo tin cho chúng ta luôn. Tặng anh ta cặp ốc ngưỡng diêu đó không uổng phí rồi. Khi ấy tôi đã đau lòng mấy ngày đó. Bây giờ đã lúc nào rồi? Còn nghĩ đến mấy vật ngoài thân đó chứ. Tình hình bây giờ rất bất lợi với tôi. Tôi phải nghĩ cách xoay chuyển tình hình. Tôi đâu thấy tình thế bất lợi gì đâu. Không phải Okamura nói mời ông đến nhà để dùng bữa tối sao? Bà không nhìn ra à? 8/9 phần 10 là một bữa hồng môn yến. Hồng môn yến? Vậy mà còn đồng ý đi? Tôi có lựa chọn sao? Dù là cửa tử nhất sinh, tôi cũng phải liều mà xông vào. Vậy
ông định làm thế nào? Phải xem tình hình thôi. Nếu họ hợp tác với tôi, thì tôi sẽ một lòng một dạ làm việc cho Nhật Bản. Nghĩ đến châu Quầy Hải này, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng mà ông ta còn rất nhiều điểm yếu trong tay tôi. Tôi vốn định nhường ông ta một bước, nhường lại chức chủ tịch tỉnh Giang Tô này. Bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Đúng, không nhường, không nhường. Toàn chọn người yếu thế để chèn ép. Chúng ta đâu có đối xử tệ với họ đâu. Nhưng mà, nhưng nếu họ không chịu hợp tác với ông thì phải làm sao? Vậy thì họ muốn tôi chết rồi. Sĩ quân, bao nhiêu sóng gió lớn chúng ta đều vượt qua. Lần này nhất định không sao đâu. Bây giờ chúng ta chạy ngay, chạy thật xa để không ai tìm thấy chúng ta. Bây giờ nhiều người nhắm vào tôi như vậy, chạy kiểu gì đây? Dù có chạy cũng phải tìm thời cơ thích hợp. Được rồi, sắp đến giờ rồi. Tôi nên đến nhà Okamura rồi. Tôi đi cùng ông. Không cần. Hùng Bệnh Đông cũng đi. Chắc là có lời muốn nói với tôi trên bàn tiệc. Bà đi, nói chuyện không tiện lắm. Tôi đi một mình. Sĩ quân, vậy ông nhất định phải đưa nhiều người theo. Cẩn thận. Yên tâm, tôi biết quy tắc. Không ăn đồ ăn riêng lẻ, không uống rượu nước riêng lẻ. Tôi sẽ đưa Chi Giang đi cùng. Ở nhà chờ tôi. Chị Giang, bố trí xong các anh em chưa? Yên tâm, các anh em đã mai phục ở bốn phía rồi. Tôi vào trong 2 tiếng mà chưa ra. Tôi dẫn người tìm lý do xông vào, rõ chưa? Xông vào nhà người Nhật Bản. Không phải tôi sợ có người đánh lén tôi hay sao? Rõ chưa? Rõ. Tôi biết phải làm sao rồi. Cậu còn dám quên quang ở Thượng Hải sao? Không sợ mất cái mạng quèn sao? Tôi đâu làm chuyện gì trái với lương tâm. Tôi sợ gì chứ? Hơn nữa, viện trưởng đã bảo kê tôi rồi. Tôi còn gì phải sợ chứ? Đám mây này sắp bay đi. Có mưa cũng không ước đến cậu. Tư lệnh Hùng, anh định đi đâu vậy? Tôi đi giúp người ta giết người. Đuổi đám mây này đi giúp cậu. Không nói nữa, đi đây. Viện trưởng, đến rồi à? Bây giờ tôi không có thời gian. Để đến khi tôi rảnh, cậu hẳn đến đi. Viện trưởng, tôi có thời gian. Luôn đợi viện trưởng gọi bất cứ lúc nào. Hai vị có thể ghé nhà chơi. Tôi và phu nhân đều rất vui. Mong các vị có thể dùng bữa thoải mái. Đúng rồi, Bộ trưởng Lâm. Đây là đoàn trưởng Hùng ở đoàn cảnh sát thuế. Hai người đều quen nhau mà phải không? Quen. Hóa thành tro cũng nhận ra. Dạ Đông vẫn dẫn tôi về chuyện Nam Bản Thương à? Tôi đâu dám.
Nhưng lính bảo vệ của anh đã chiếm địa bàn của tôi. Trước đây điều động phòng ngự chiết Giang, anh nợ tôi lương bổng cho quân đội. Tôi đóng quân ở Giang Tô thuộc quyền cai quản của anh, anh lại nợ lương thực và lương bổng. Bộ trưởng Lâm, anh xem tôi là đồ ngu, tôi có thể không giận ư? Thực ra tôi có nỗi khổ. Theo ý mà nói, điều quân đội của các anh là bộ tài chính trực tiếp thực xuống. Nhưng mà tôi đã vì các anh tìm viện trưởng Châu ra sức đòi mấy lần. Châu Hoài Hải chẳng nói chẳng rằng tôi là người bị kẹt ở giữa, khó xử hai đầu. Các anh ở bên đẩy, ở bên lui, kẻ xui xẻo là bọn giác súng ăn cơm như chúng tôi. Tư lệnh Hùng, các anh thiếu bao nhiêu lương? 4 triệu. Không, 5 triệu. Thế này, tôi đưa cho các anh 5 triệu. Ngày mai anh phái người đến Tô Châu lấy. 10 triệu. Không sai. Bộ trưởng Lâm, anh cho tôi mượn 10 triệu. 10 triệu. Bộ trưởng Lâm, hùng gỗ đã gặp nhiều người, chưa từng gặp ai trượng nghĩa như anh. Vừa nãy tôi đã trách lầm anh rồi, bộ trưởng thứ lỗi nhé. Sau này cần tôi giúp gì, anh cứ việc nói. Được. Sau này anh và tôi chính là huynh đệ. Hơn 10.000 người trong tay tôi nghe theo Lâm đại ca đây. Hay. Hay. Hai vị xóa bỏ hiềm khích, quá thù thành bạn, hay lắm. Nào, hai vị uống một ly. Chủ đề chúng ta không thể uống riêng. Chúng ta là kính ngài Okamura. Được, nào. Được. Nào, chúng ta cạn một ly. Rượu ngon. Bộ trưởng Lâm, đây là món phu nhân tôi vừa học được, tên là tôm sống rán. Anh thử đi. Cảm ơn. Mùi vị rất ngon. Bộ trưởng Lâm, hôm nay tôi mời anh đến, còn muốn nói anh biết một tin tốt. Tôi đã báo cáo tình hình của anh cho tướng quân biết rồi. Nghe xong ông ấy quyết định gác lại cái tài liệu gì đó đến từ Nam Kinh, giả lại. Ông ấy muốn nói chuyện với anh. Tôi thấy đây là cơ hội tốt để anh lật lại tình huống. Tốt quá rồi. Vô cùng cảm kích tướng quân. Nào, bộ trưởng, chúng ta uống tiếp. Được. Lâm tiên sinh, mời thử bánh thịt bò tôi làm. Xin lỗi phu nhân, trước giờ tôi không ăn thịt bò. Bộ trưởng, anh phải ăn món thịt bò này. Đây là món mà vợ tôi đã cố ý học vì biết anh đến đây. Hơn nữa còn dùng thịt bò Kobe chả Nhật, mùi vị rất tuyệt vời.
Xin Lâm tiên sinh chớ quở trách. Đây là tập quán của Nhật Bản chúng tôi, dừng trước một phần để bày tỏ lòng kính trọng của khách khứa. Anh xem, bây giờ người Nhật Bản chúng tôi nhiều lễ tiết hơn cả người Trung Quốc. Mời dùng. Được. Mời mọi người mời. Được. Bầu trưởng Lâm đừng quở trách nhé. Một phần thịt bò dâng cho khách quý. Đây là lễ tiết của người Nhật Bản chúng tôi. Tư lệnh Hùng, đừng khách sáo. Ăn nhiều một chút. Ngài Okamura, tôi không dám nói đã cống hiến nhiều cho hoàng quân, nhưng ở quê nhà tôi đã góp sức rất lớn. Bộ trưởng Lâm, tấm lòng của anh tôi hiểu rõ. Tuy tôi không thể làm nhiều hơn cho anh, nhưng một bữa ngon tôi có thể cung cấp được. Nào, ăn đi. Ngon lắm. Ngon tuyệt. Nào, chúng ta hãy cùng cạn ly vì vinh danh của Đại Đông Á, sự tồn vinh của đế quốc. Đã quá giờ rồi, bộ trưởng vẫn chưa ra. Đi, chúng ta vào trong xem thử. Bộ trưởng Lâm, từ từ thôi. Cẩn thận, bộ trưởng. Sao vậy, cẩn thận. Bộ trưởng Lâm say rồi, đưa anh ấy về đi. Bộ trưởng Lâm, tạm biệt. Từ từ thôi. Mở cửa. Bộ trưởng, mau đưa tôi về 76. Đừng quay đầu lại. Bộ trưởng, ông sao vậy? Đừng lắm lời, lái xe đi. Được, lái xe. Tình khốn này, lương lẹ quá. Món tôi ăn rồi, ông ta mới ăn một miếng. Rượu tôi uống rồi, ông ta mới uống một ngụm. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn ăn một miếng thịt bò. Phải. Tôi thấy ông ta cũng không có phản ứng gì. Tôi xót ruột quá. Suýt nữa tôi đã gửi tín hiệu bảo Triệu Chi Giang vào. Tư lệnh Hùng, ông ta chết ở chỗ tôi cũng không tốt lắm. Vậy nên tôi đã dùng thuốc độc tác dụng chậm, được bộ đội Tà Ma ở Hoa Trung đế quốc phát minh ra, rất hữu hiệu. Tôi hiểu rồi. Anh làm vậy là để anh ta chết trên miếng thịt bò này. Bộ trưởng, sĩ quân. Sao rồi? Không sao. Tôi chỉ ăn một miếng nhỏ bánh thịt bò ở trên bữa tiệc, vừa nãy đã nôn hết ra rồi. Sao ông có thể bất cẩn vậy chứ? Không sao, họ đều ăn rồi. Tôi chỉ đề phòng bắt trắc thôi. Sao mắt ông đỏ vậy? Mặt cũng ửng đỏ. Sĩ quân, chúng ta nên đến gặp bác sĩ đi. Bao? Không cần, không cần. Sức khỏe của tôi tự biết. Ngủ một giấc là ổn thôi. Phu nhân, bà cũng đừng lo lắng quá. Có lẽ bộ trưởng thực sự đã uống quá nhiều rượu. Vì những người một lát là ổn thôi.
Người đâu? Bắt cậu ta lại cho tôi. Bộ trưởng, có phải ông bắt sai người rồi không? Khi tôi lên xe, cậu đưa đẩy mắt với Okamura là có ý gì? Không có mà, bộ trưởng. Tôi chỉ nhìn anh ta một cái, không giao lưu đẩy đưa gì hết. Hùng Vận Đông là anh em tốt của cậu. Tôi nhớ ra rồi, có người từng nhắc nhở tôi áp giải cậu ta vào phòng thẩm vấn. Bộ trưởng, có phải ông bắt sai người rồi không? Bộ trưởng, bộ trưởng, bộ trưởng, ông bắt sai người rồi. Sĩ quân, có phải ông đang nghi quá rồi không? Sao Chi Giang lại có vấn đề được? Hùng Vận Đông đến không phải tình cờ, chúng đã cấu kết với nhau từ lâu rồi. Tôi bảo cậu ta đến đón tôi sau 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ rồi cậu ta vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn chuyện này có âm mưu. Tôi phải tra tấn cậu ta. Tôi không tin cậu ta dám công khai. Bộ trưởng, tại sao? Tại sao? Đánh, tiếp tục đánh. Bộ trưởng, tôi bị quan, tôi không phản bội ông. Xin ông hãy tin tôi. Xin ông hãy tin tôi. Đánh, đánh đến khi cậu ta nói thật với tôi. Bộ trưởng, bộ trưởng, đánh. Đừng đánh nữa. Sĩ quân, có phải ông nhầm rồi không? Chị Giang theo chúng ta bao năm nay, sao cậu ấy lại dám bán đứng ông chứ? Tôi ghét nhất những kẻ ăn cây táo rào cây sung. Bây giờ tôi cuốn đốn đủ đường. Dưới tay có mấy kẻ thông đồng với kẻ thù, tôi có thể hiểu được. Nhưng cậu ta thì không được. Tôi dẫn dắt cậu ta bao năm nay, tôi đối xử với cậu ta không tệ. Bây giờ tôi thà giết nhầm 1.000 người cũng không tha cho tên nào. Chị Giang, mấy chiêu của 7-16 cậu rõ nhất. Tôi cũng đã dùng hết những gì cậu phát minh ra, từng được cậu dùng lên người kẻ khác, lên người cậu một lượt. Cậu biết cậu không chịu nổi mà. Cậu muốn chết thoải mái hay là chết trong đau đớn? Phải xem bản thân cậu thôi. Bộ trưởng, anh ta cắn lưỡi tự tử rồi. Đến chết vẫn không nói sự thật với tôi. Chơi trò lấy cái chết tỏ lòng với tôi à? Sĩ quân, sĩ quân, ông không sao chứ? Không sao. Bác sĩ nói không sao. Vừa xúc ruột xong, hơi choáng váng thôi. Sĩ quân, đừng giận nữa,
Tôi đi gọi bác sĩ cho ông được không? Không cần gọi. Dì tôi về nghỉ ngơi một lát là được. Đi, chúng ta về. Sĩ Quân, mặt của ông không tốt lắm. Tôi đi lấy ít thuốc cho ông. Đừng rời khỏi tôi. Cứ bên tôi thế này. Đỡ tôi dậy. Bà xem đây là gì? Phiếu gửi tiền ở ngân hàng Tokyo Nhật Bản. Đây là trung tá Sandy đã hứa với tôi. Ông ấy từng nói nếu không sống được ở Thượng Hải nữa thì đến Tokyo. Đây là ông ấy làm cho tôi. Có cái này. Nửa đời sau chúng ta đến Nhật Bản không phải âu lo gì nữa. Đây là đường lui của chúng ta. Tôi giao nó cho bà. Không ngờ ông bán mạng cho Nhật Bản lại rơi vào kết cục này. Đừng lo. Không phải chiếc chủ nhiệm của tôi vẫn chưa bị tước sao? Chỉ cần quyền lực vẫn còn trên tôi, hù chết trên tay ai vẫn chưa chắc được đâu. Sĩ Quân, ông nghe tôi khuyên đi. Chúng ta biết khó mà lui. Chắc chắn sau này họ vẫn sẽ ra tay. Chúng ta không thể đấu lại được đâu. Chúng ta rời Thượng Hải đi được không? Để tôi suy nghĩ đã. Nghe nói gì chứ? Triệu Chi Giang chết rồi. Chết trong phòng thẩm vấn 67 của hắn ta. Triệu Chi Giang không phải là tâm phúc của Lâm Sĩ Quần sao? Sao hắn ta chết trong phòng thẩm vấn của chính mình được? Đây rồi là bị muôn người xa lánh. Triệu Chi Giang và Hục Vạn Đông đã cấu kết từ lâu. Người này đã giết nhiều người vô tội như vậy, hai tay nhúng đầy máu tươi, chết là đúng rồi. Chuyện này cũng chứng tỏ Lâm Sĩ Quần đã khốn đốn đủ bề rồi. Cơ cấu đặc vụ mang tội ác đầy mình như 76 để đến ngày tàn rồi. Nói không sai. Bây giờ gặp số 76, lòng người hoang mang, loạn hết cả lên. Lâm Sĩ Quần đã đào hố tự chôn mình rồi. Hắn làm nhiều chuyện ác, gây rối loạn lòng người. Không ngờ đội bộ kẻ thù, quân ta đánh quân bình kịch liệt như vậy. Số 76 sụp đổ, dân chúng ở Thượng Hải có thể thở phào rồi. Không phải anh nói ở đây đợi tin báo tử của Lâm Sĩ Quần sao? Sao hắn vẫn chưa chết nữa? Nếu tôi không đoán nhầm, chắc là vào tối nay. Người đâu? Mau lên! Gọi bác sĩ đến đây, mau lên! Người đâu? Mau lên! Không cần gọi bác sĩ nữa, lập tức phái xe, lập tức phái xe đưa bộ trưởng Lâm đến bệnh viện. Mau lên, mau lên, mau lên! Viện trưởng, phu nhân, tôi vừa nhận được tin Lâm Sĩ Quần nhập viện rồi. Sao vậy? Ông ta đến dự tiệc nhà cương thôn, sau khi về thì bệnh.
Tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện rồi. Bệnh ấy nói bệnh tình rất nghiêm trọng. A Di Đà Phật, ông ta quá tham ăn nên ăn đến nỗi ngã bệnh luôn. Thưa cái Lữ, cậu đến bệnh viện một chuyến, đưa cái này cho ông ta, nhất định phải để ông ta thấy, biết chưa? Đây là chứng từ ngân hàng. Tên Lâm Sĩ Quần này bởi trung tá Sunny gửi tất cả tiền vào ngân hàng Tokyo, nhưng ngân hàng Tokyo lại chuyển tiền của ông ta đến chỗ tôi. Tôi muốn để ông ta thấy, để ông ta biết, rõ chưa? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Lão Châu, sao phải cho ông ta thấy cái này? Phu nhân, đây là một lá bùa đòi mạng. Nếu Lâm Sĩ Quần vẫn có thể chống chọi, sau khi thấy được cái này, e là phải lên Tây Thiên luôn.